Nhân dịp năm mới, tôi thân ái gửi lời hỏi thăm đồng bào ruột thịt miền Nam đang dũng cảm dương cao ngọn cờ vẻ vang giải phóng dân tộc và bảo vệ hòa bình. Chúng ta luôn luôn chủ trương rằng thống nhất nước Việt Nam là sự nghiệp thiêng liêng của toàn dân Việt Nam. Đại diện của hai miền có thể gặp nhau, cùng nhau bàn bạc, tìm con đường tốt nhất để hòa bình thống nhất Tổ quốc trên cơ sở độc lập, dân chủ như Hiệp nghị Geneva đã quy định. Chúng ta kiên quyết chống đế quốc Mỹ can thiệp vào nội bộ của nước ta. Tôi nhiệt liệt khen ngợi toàn thể đồng bào ở miền Bắc đã hăng hái thi đua xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Năm mới, nền kinh tế của ta càng phát triển, tiến bộ càng to lớn, nhưng yêu cầu và khó khăn còn nhiều. Đó là những khó khăn của sự trưởng thành, phải vượt khó khăn hiện tại để hưởng lợi ích muôn đời. Đồng bào ta, công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội, cán bộ, v.v. hãy nâng cao tinh thần làm chủ nước nhà, hãy ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành tốt kế hoạch nhà nước năm 1962, phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, giữ gìn trật tự an ninh, đoàn kết phấn đấu, đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững mạnh cho công cuộc đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. Tôi thân ái gửi lời hỏi thăm kiều bào ta ở nước ngoài và chúc kiều bào đoàn kết tiến bộ, hết lòng phục vụ Tổ quốc. Nhân dịp này, tôi xin thay mặt đồng bào chúc Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, chúc các dân tộc đang anh dũng đấu tranh giành tự do độc lập, chúc nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới năm mới nhiều thắng lợi mới.